Chào các bạn, hôm nay Hoàng Mai sẽ cùng đọc với các bạn bài tập quốc cao toàn thân nhằm mục đích tăng cơ giãn mỡ. Để bảo đảm bài tập đạt được hiệu quả tối đa, các bạn cần chú ý thực hiện động tác chính xác và tuân thủ đúng số lần đã quy định. Nào bây giờ chúng ta căng cơ làm nóng để chuẩn bị bắt đầu vào bài tập. Hai tay vươn cao, căng cơ. Come on.
5 lần trong tay con giữ tình kinh. Bắt đầu. Hey.
12, thứ 1, 13, 14, 15, 5 lần nữa các bạn. Xích chặt cơ mông người, 2 lần nữa, lần cuối cùng. Rồi, các bạn có thể hít thở vào đây. Và động tác thứ 8, các bạn thực hiện 2 lần. Chúng ta sẽ nằm sấp, sau đó nâng vai giữ lại, đồng thời thực hiện động tác tay giữ ra trước và kéo ra sau. 5, lên vị, siết chặt cơ mông các bạn nhé, siết chặt cơ mông vừa được, nhấc hai vai, kéo căng cơ lưng, 20 lần thực hiện động tác co giữ tay, chuẩn bị bắt đầu. Giữ thẳng lên cao, kéo ra sau. Các bạn chú ý khi động tác chậm, không nhanh, hít thở đều, cố gắng giữ vai, đừng hạ vai xuống. 9 lần, 10, 11, 12, cố gắng lên, 13, siết chặt cơ lưng, 14, 15, 16, 17, 18, lần cuối cùng giữ luôn. Thôi quá. Các bạn có thể thở vài đây. Và động tác tiếp theo, động tác thứ 9, chúng ta sẽ tập thực hiện động tác chống đẩy dưới đất với tư thế có quỳ gối đặt gối dưới đất. Nào như thế như vậy. Các bạn chú ý, khi thực hiện động tác này các bạn tập trung vào phần thân trên. Chúng ta sẽ co tay, siết chặt cơ, siết chặt cơ bụng, hạ vai xuống từ từ. Sau đó chúng ta sẽ đẩy thẳng lên. Phần bụng phần lưng các bạn siết chặt và giữ nguyên, các bạn không di chuyển. Hai tất cả chuẩn bị. 20 lần chống lại, co tay, hạ vai, lật ngược chạm đất, đẩy thẳng lên. Và buổi tập hôm nay chúng ta sẽ thực hiện ở mức độ dễ, nên là chỉ 20 giây và tôi thấy chúng các bạn có thể bỏ ra. Rồi, tất cả chuẩn bị. 20 giây, 5. Chú ý, tạo cánh tay độ vuông góc, hơi đổ vai trở về trước, qua chuẩn tay một chút xíu, siết chặt cơ lên cơ bụng, các bạn đừng đẩy hông lên cao, đừng đẩy hông lên lưng, siết chặt cơ lên cơ bụng. Nào, chuẩn bị, 20 giây bắt đầu. Chú ý hít thở đều, nhưng đừng thả cơ, các bạn phải tiếp tục siết cơ. 10 giây nữa đi các bạn. 12, 13, chúng ta thôi, 14, 15, vẫn siết cơ, 16, siết chặt lưng bụng, 17, 18, 19, những cuối cùng 20 rồi. Wow.
lại lần thứ hai, tổ hợp hai cùng với người động tác đó. Thì các bạn có thể đi đông một chút xíu và chúng ta cũng tranh thủ nạp lại lượng nước trong suốt buổi tập các bạn nhé. Thank you.
lên. Rồi, động tác tiếp theo chúng ta sẽ nhảy 20 lần tập trung chân. Tất cả cùng lên. Bắt đầu. Kéo ra sau, giữ vai lại, đừng hạ vai, cố lên.
9. 10 lần nữa các bạn. Chú ý các bạn con tay hạ bơi đặt ngực, đừng chạm đất ta đẩy lên. Cố gắng thực hiện động tác chính xác. 13, 14, 15, chú ý thở đều luôn. 16, 4 cái nữa, đem lên. 17, 18, 19, cái cuối cùng, tập trung, tiếp tờ. Chúng ta hít thở vài giây. Các bạn chú ý, thường đừng đến cuối động tác thì cơ rất là mỏi. Các bạn thường hay vào trạng thái là thả lỏng. Nhưng mà nếu mình đang cố gắng là mình tiếp tục cái cơ như những cái động tác đầu. Như vậy các bạn tập của bạn nó sẽ hiệu quả hơn. Để các bạn cố gắng không nản nhé. Và tập nhớ chính xác và tuân thủ đúng số lần đã quy định. Nào động tác cuối cùng từ ôm hợp 2. Đi hết ra 20 giây. Đứng quay. Siết chặt cơ bụng hơi lên. Nhấn hông. Hơi đổ người về phía trước. Bắt đầu. Mười giây nữa các bạn, chậm thôi. Duy trì nhịp hít thở, siết chặt cơ lưng cơ bụng có không? 3 giây cuối cùng. 2, 1, yeah, wow. Chúng ta vừa hoàn thành xong tổ hợp thứ hai. Năm giây chúng ta có thể nghỉ một phút. Các bạn đặt nước lại. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện lần cuối cùng của một động tác vừa rồi. Và bài tập sẽ được kết thúc. Thank you.
10 lần nữa các bạn nha. Squat gối lên cao, xích chặt mông. 12 13 14 15 16 17 3 lần nữa, cố gắng lên. 18 19 20 Yeah. Nào, động tác chúng ta. Chúng ta thử nghiệm động tác từ hai tâm tâm và còn được tình cơ. Nào, đúng rồi. Chú ý, xích chặt cơ, cơ vai, tay, lưng, bụng, mọc rồi. Coi giữ trên chân 20 lần. Bắt đầu.
rộng. Nào chúng ta chỉ mở rộng squat sau tay chân em giữ thăng bằng. Chúng ta sẽ nhấp squat 20 lần. Bắt đầu. Mười, mười cái nữa các bạn, mười một, mười hai, mười ba.
lên lưng cơ bụng, nhấn hông, đổ vai về phía trước. Vậy hít thở đều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cố lên, 19, điểm dây cuối cùng, 20. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đã vừa hoàn thành xong một bài tập có 3 tổ hợp và một trường hợp các bạn có 10 động tác. Các bạn sẽ tập thêm lần lại 3 lần và mỗi lần như vậy thì các bạn 20 lần, mỗi động tác 20 lần. Sau đó chúng ta nghỉ vài giây và chúng ta lặp lại 3 lần, 10 động tác như vậy. Thì hy vọng rằng sau